Bác nhé, hôm nay Lạc Việt Audio lại vào một công trình, một khu biệt thự hạng sang ở khu Lý Thường Kiệt. Nếu như quý vị muốn mua các thiết bị âm thanh giá gốc, hãy truy cập vào website lacvietaudio.com.vn, nơi cung cấp những sản phẩm âm thanh tốt nhất về giá cả và chất lượng. Với căn biệt thự này thì sử dụng hệ thống loa DBTS 303. Và đây là đường Lý Thường Kiệt. Vâng, mời các bác cùng thưởng thức chất âm của loa DBTS 303. Với khu vực này thì hai loa DBTS 303 thì hoàn toàn có thể đảm bảo góc phủ, đảm bảo âm thanh sẽ phủ đầy trong căn phòng này. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những clip tiếp theo.